Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em đến với video tiếp theo của mình. Và hôm nay hai anh em mình đi chọn tre để làm diều đây. Chào mọi người nhé. Ở cái khu này thì rất nhiều tre, nhưng mà để chọn được một cái cây tre mà ưng ý, mà gọi là cái mức độ tre già để mà ưng ý để làm diều theo coi đấy của mình thì hơi khó đấy. Tại vì mình đi dọc cũng phải được vài bãi rồi, bây giờ mới ưng được một hai cây để chặt. Bạn nhìn những cái cây tre già ở đây là nó phải thân cây nó phải đỏ ngòm này, thân cây nó phải đỏ. Các bạn nhìn này, thân cây nó phải thật đỏ thế này. Đấy. Nó phải đỏ thế này thì nó mới đạt được tiêu chuẩn để mình làm diều được. Diều này định là về làm con diều mấy mét em? Con này là 2m8 anh ạ. Ừ. Con này về là bên mình sẽ làm con diều này là 2m8 bạn nhé. Và đúng rồi. Nói chung là bây giờ gọi là cứ đi chọn buổi chiều nay thì anh em mình sẽ dành cả buổi chiều để đi chọn tre thôi. Cố gắng chọn được khoảng tầm vài cây nữa ưng ý. Giờ đây anh em mình đã chặt được một cây rồi này, các bạn nhìn này. Cho các bạn xem này, tre này. Tre già đỏ au. Đây. Được một cây rồi đấy. Ui trời ơi. Đây anh em mình đang đi tìm cây thứ hai đây. Bụi này có được cây nào không em? 3 cây. Được 3 cây à? Rồi sẽ. Rồi, cây thứ hai này. Cũng già. Nhìn những cái cây tre già là các bạn nhìn nó khác ngay. Nhìn cái màu tre nó đã khác rồi. Những cái này chỉ là tầm 2m rưỡi quay đầu này. Nhìn cái tre già ấy, anh em nhìn này. Đây, các bạn nhìn tre nó phải đỏ au như này này. Đấy. Này còn nếu muốn khám nữa thì như này. Kiểm tra tre, thân tre này các bạn nếu mà muốn kiểm tra thân làm sao mà cả mấy tre nó đạt yêu cầu ấy, các bạn chặt thử một tí đó. Nhìn cái thân tre mà nó đỏ như này này. Đấy, màu nó như phải như thế này thì các bạn là đạt yêu cầu này. Phết luôn nhá. Tôi chặt đi em. Chặt đi. Đây. Tre này anh em phải nhìn cái tre nó phải đạt yêu cầu như này này. Đấy, đúng thì rồi. Làm được à. Cái này làm hơn 2 mét thôi chứ. 2 mét rưỡi anh ạ. 2 mét rưỡi rồi. Này làm to. Anh em mình đây cứ chặt tre về xong rồi để phơi khoảng 1 tháng. Tầm vài tháng. Xong bắt đầu mới cái tre này các bạn chặt về không làm sử dụng ngay cứ đi chặt về thôi. Ok, anh em mình đã đủ 3 cây tre rồi. Giờ anh em mình đi em tre về. Giờ đi ra mấy cái vứt tạm ở đây đã. Đi lên đây anh xách cái này cho. Các bạn nhìn. Ôi trời, cực lắm. Ừ. Giờ anh em mình sẽ dùng thước để đo cho các bạn biết được là cái cây tre nó làm được tầm khoảng diều bao nhiêu mét nhá. Đây, có chuẩn bị sẵn cái thước này. Đấy, cho em mình nó đo. Giờ anh em này. Cái này là bao nhiêu em? Cái này của tôi là vừa bắt 20. 20 à? 20. Cây này thì làm khoảng diều bao nhiêu? Đúng chừng cái này tầm 2 mét rưỡi. Ừ. 2 mét rưỡi cái này đốt quá ngắn này, đốt rất đều nhá. Ừ. Cái này rất cứng. Cây này là các bạn nhìn đốt rất ngắn này. Rất ngắn và đều luôn này. Thì cái cây này anh em mình sẽ dự định làm cây làm con diều khoảng tầm 2m rưỡi. Cái độ dày của ấy của nó là 20 nhá. Cây này bao nhiêu em? 25. 25 à? Cái này có làm 5 mét. Bao nhiêu? 3 mét á? 3 mét rưỡi á? Cây này là 2m5. Ở đây. Cây này này.
các bạn nhìn nữa, nó không có lõi đâu. Cây này anh em mình là hơi tiếc. Hơi tiếc ngay lúc đầu mà anh em mình mà không chặt ngay cái cây là chặt đầu ấy, là anh em mình làm được cái rìu 4 mét đấy. Hơi ngắn. Tại vì lúc đầu là cũng không nghĩ ra là cái gốc nó đặc như này đâu các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này, đặc cực kỳ luôn này. Nhưng cái cây này anh em mình sẽ làm rìu 3 mét rưỡi nhá. Cây này 3 mét này. Cây này. Anh em nhìn đây, gốc này. Ngọn đấy. Đây là ngọn đấy, đây là ngọn của nó này. Quay gốc cho mọi người nhìn em. Không có lỗ. À, yeah. Cây này là gốc là gần như không có lỗ luôn này. 3 mét à? 3 mét hơn. 3 mét hơn 3 mét. Ok. Đấy. Anh em mình đi hôm nay thu được 3 cây. Và bây giờ cho em mình sẽ gói lại rồi anh em mình thôi đi về. Thôi gọi hướng dẫn cho các bạn biết là gọi là sơ sơ qua về cái cách chọn tre, để những người nào mà chưa biết thì có thể để đi tìm được, để mình có thể làm được. Thôi nha, video của mình đến đây là kết thúc thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nếu mà thấy video hay thì hãy để lại cho anh em mình một đăng ký và một nút like video nhé, rồi mình có thêm động lực để làm các video hay hơn cho các bạn xem. Thế nhá. Ok, thôi.